Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội cũng được bảo trợ, được sự bảo trợ của First Financial Security với đại diện là Julie Trần. Cá nhân của Julie Trần là California License là OG 36281 cũng như là của Tuấn Hoàng OG 74281. Quý vị có nhu cầu về chuyển 401k cũ của quý vị sẽ được match thật là cao và sau đó sẽ trở thành một cái nguồn hưu trí trọn đời. Ngày nào quý vị còn sống thì ngày đó cái số tiền lương hưu trí sẽ tiếp tục gửi đến quý vị. Mọi chi tiết và thắc mắc xin quý vị gọi về cho cá nhân Julie là 714-331-4982, 714-331-4982 để được tham khảo miễn phí. Bây giờ Julie xin được trở lại với phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Bích Liên, chuyên khoa về ung thư. Thưa bác sĩ, khi mà chúng ta nói đến những cái chứng bệnh ung thư của trẻ em thì chắc chắn rằng các phụ huynh cũng rất là muốn biết là làm sao để mình biết được những cái triệu chứng hoặc là làm sao để mà mình biết lúc nào mình cần phải đưa con đến bác sĩ gia đình để mà từ đó bác sĩ dân có thể chẩn đoán được những cái căn bệnh mà có thể đưa đến ung thư để mà giới thiệu qua một bác sĩ ung thư trẻ em. Vâng. Thì cái đó nó cũng đôi khi nó cũng khó khăn bởi vì con nít nó có nhiều cái thứ mà nhiều khi những cái triệu chứng mà mình có thể nói thông thường nhất á, thí dụ như leukemia chẳng hạn là bệnh ung thư máu, thì nếu mà mỗi năm mà các em thường thường thì không có thể các bác sĩ thử máu, nhưng mà cũng phần lớn là nếu mà các em nó khỏe mạnh, nó hồng hào, nó không có vấn đề gì hết thì cũng chẳng cần phải thử máu làm gì. Cái bệnh đó thì không có cái phương pháp gọi là screening, tức là khi nào có triệu chứng thì mình mới biết. Còn nếu nó không có triệu chứng, mình không có truy tầm sớm được. Chẳng hạn như ung thư vú thì mình chụp mammogram, mình truy tầm sớm. Những cái bệnh mà trẻ em nó thì lại không có cách nào để mình truy tầm sớm. Thì mình để ý con mình. Nếu mà thí dụ như cháu thấy dễ bị chảy máu chẳng hạn. Đánh răng một tí cũng chảy máu, hay là tự nhiên đang bình thường mà cứ chảy máu mũi hoài, chảy máu cam hoài. Lâu lâu mà chảy máu cam một lần thì chắc cũng không sao. Nhưng mà nếu mà cháu cứ chảy hoài, như hại da của cháu mà nếu mà nó tái xanh, nó xanh xao vàng vọt, hay là nếu mà nó có những cái đốm đỏ ở trên cái tay hay chân của nó, trên da nó, thì đó có thể là triệu chứng mà cháu cái tiểu cầu nó xuống thấp, nó làm cho cháu dễ bị chảy máu. Tự dưng cháu đang chơi vui vẻ, đang khỏe mạnh, tự dưng cháu cứ cứ tối ngồi ngày một chỗ, không thấy có vẻ yếu đuối, thấy mau mệt, không có chịu chơi đùa nhảy nhót như bình thường, thì đó cũng là một cái dấu hiệu có thể cháu bị thiếu máu. Mà thiếu máu cũng có thể là một triệu chứng của ung thư. Dù gì đi nữa, thiếu máu nó cũng là một cái vấn đề không tốt cho trẻ em, thì cũng nên đi kiếm tìm hiểu xem tại sao cháu bị thiếu máu. Có thể là cháu bị đau. Có những em bị các loại ung thư khác nhau của trẻ em thì có thể bị đau. Chẳng hạn như những em mà bị leukemia, tức là ung thư máu, thì có thể cảm thấy trong xương nó bị đau nhức lung tung hết. Có những cháu thì chỉ đau một chỗ thôi chẳng hạn, thì có thể là triệu chứng thôi, triệu chứng của một loại ung thư, như là ung thư xương ở trong cái xương chẳng hạn. Hay là có những cháu nó bị đau bụng, đau lưng, nó những cái triệu chứng mà nó bất thường, mà nó không có, thí dụ như cháu té, cháu đau, cháu rồi chạy nhảy. Hay là lâu lâu nó bị ốm, nó bị đau, rồi nó bị lên sốt cũng được. Sốt cũng là một cái triệu chứng cũng nếu mà nó không có đi, cứ sốt đi rồi lại sốt lại, sốt đi sốt lại, thì đó cũng là những cái triệu chứng quan trọng để ý. Hay là trong người của các cháu tự dưng nó nổi lên những cục u, thì cái đó cũng mình cũng để ý. Đó là cho những cái trẻ em. Còn những cái người mà còn cái tuổi vị thành niên, nó cũng đã lớn rồi, thì cũng nên để ý những cái triệu chứng đó. Đó là cũng những là triệu chứng mà có thể là nó đưa đến cái vấn đề. Đôi khi nó chẳng có triệu chứng gì một cách rõ ràng cả. Như là con trai tôi lúc cháu bị ung thư máu đó, 6 năm trước, thì cháu đang khỏe mạnh vậy thôi. Tự nhiên cháu gọi điện thoại, cháu đang ở trường, cháu đang học đại học. Thì cháu gọi về cháu nói, mẹ ơi, tại sao mà tự nhiên đau bụng? Thì nó bảo đau bụng, xong mà thường thường nó đau bụng vớ vẩn, nó chả nói gì hết, nhưng mà chắc cũng là có vấn đề, nó cảm thấy khó chịu lắm. Khi nó mới gọi điện thoại về thì tôi mới nói, thôi bây giờ con ra Student Health để thử máu. Thì họ thử máu một cái là ra cái bệnh. Đó. Thì nhưng mà còn cái triệu chứng của đôi khi không có triệu chứng gì rõ ràng cả. Trường hợp của con trai tôi là cũng may là mình
Tôi thì tôi nghĩ là cháu bị cái bệnh khác, bệnh có thể bị bệnh ruột thừa, sưng ruột thừa, tại vì cái triệu chứng nó có vẻ như là sưng ruột thừa. Hoặc là sạn thận. Sạn thận thì cũng hơi hơi gọi là không có được common cho một cái đứa trẻ tuổi như vậy, nhưng mà nó đau bụng mà nó lại lại có cái vấn đề là nó ăn nó như là buồn ói, thì mình nghĩ là nó có vẻ rồi ấn vào bụng đau, thì mình nghĩ là đó đau đau ruột thừa. Thành ra có nhiều khi đó, những cái triệu chứng nào mà mình thấy nó không ổn, nó thấy nó bất bình thường, thì mình cứ nên đưa tới cho bác sĩ họ khám. Đôi khi họ chỉ cần khám họ sẽ thấy có những cái điều bất bình thường trong cơ thể của cháu, hay là đôi khi thử máu một cái vài loại máu rất là căn bản và có thể khám phá ra bệnh. Thì đó là những cái điều mà tôi nghĩ là tôi không muốn nói lên điều này để quý vị lo quá. Tại vì thứ nhất là ung thư của trẻ em vẫn rất là hiếm. Nhưng mà cũng vẫn một năm ở trên nước Mỹ á, thì có khoảng, có rất là nhiều người lớn tuổi bị khoảng bị 70 chết. Ngàn người đó thưa thưa bác sĩ. Đúng rồi, 70 ngàn người, thì so với những cái con số cả mấy trăm ngàn của những cái bệnh ung thư khác, như ung thư vú là tới 200 ngàn chẳng hạn, thì lẽ nhiên 70, rồi lại những cái bệnh ung thư khác của con này tổng cộng của các trẻ em á, thì chỉ có 70 ngàn. Một năm chỉ có khoảng, nhưng mà vẫn có 2 ngàn em bị mất vì bệnh ung thư. Và bệnh ung thư vẫn là coi như là so sánh nó chỉ thua những cái thứ như là accident, chứ là bị tai nạn này nọ các thứ, là nó vẫn là cái cơ hội đậu, cái nguyên nguy nhân cơ, cao của để mất vì bệnh ung vì một bị chết của trẻ em. Với lại nói cho đúng sự, mình nói thẳng ra luôn là với một người mà già yếu lớn tuổi rồi, khi mà mất vì ung thư thì mình cũng không thấy lạ. Và mình cũng thương tiếc đấy, nhưng mà mình cảm thấy đó là một cái sinh lão bệnh tử, là một cái luật tự nhiên của tạo hóa. Nhưng mà đối với một đứa trẻ nó chưa kịp cái đời sống của nó mà tự nhiên nó lại bị chết vì bệnh ung thư thì mình rất là thương xót. Rất là mình nghĩ là nếu mà mình có thể làm được những cái gì để mình tránh để cho người đứa bé đó nó không bị chết vì ung thư, chết gọi là chết oan đó, thì vẫn là tốt nhất. Thì cái cách quan trọng là mình phải làm sao mình biết để mình đưa cháu tới để chữa kịp thời. Cái thứ hai nữa là khi chữa là phải chữa đúng cách, và phải bác sĩ biết chuyên môn về chữa các trẻ em. Đó, đối với trẻ em thì cái vấn đề nó rất là clear. Cái mà tôi quan tâm nữa là những cái người mà ở cái tuổi gọi là vị thành niên, hay là cái tuổi mà gọi là đã lớn rồi, trên 21 tuổi rồi, mà họ bị những cái bệnh ung thư giống như trẻ em, thì đôi khi họ được đưa tới các bác sĩ chuyên môn về ung thư của người lớn. Và khi mà có một cái nghiên cứu nó đã cho thấy là những cái người này, nếu mà họ được chữa theo cái lối chữa, thí dụ như về leukemia đi, về ung thư máu đi, nếu mà mình chữa theo lối người lớn thì dễ chết hơn là nếu mà mình chữa bằng cái phương pháp chữa cho trẻ em. Bởi vì chữa cho người lớn là cái thuốc nó đã được giảm một phần nào, cái cách chữa nó cũng không có được rất là mạnh như là cách chữa cho trẻ em. Thành ra trẻ em cái cơ hội khi mà nó bị leukemia, nó sống cái sự sống còn nó cao hơn, nó được chữa theo cái lối trẻ em thì nó sống cao hơn. Và những cái người mà lỡ cỡ, tuổi lỡ cỡ cũng vậy, cần được chữa một cách mạnh tay hơn. Và như là con trai tôi, lúc đó cháu 19 tuổi, cháu gần 20, nhưng mà vẫn chữa theo lối trẻ em. Thành ra cái kết quả rất là tốt. Thành ra, và cái đó là các nghiên cứu nó cho thấy là những người này có thể có những một số những cái bệnh, không phải ai mà cái tuổi cỡ cái tuổi từ 20 cho tới 39 tuổi cũng cần phải chữa theo lối trẻ em. Nhưng mà đó là một cái cách mà mình tùy theo, thí dụ như bệnh leukemia, lympho mà có thể là cần phải chữa theo lối trẻ em. Hay là nếu mà cái bệnh nó tương tự như bệnh của trẻ em thì có thể nên chữa theo lối trẻ em. Thưa hôm nay thì cháu như thế nào rồi? Đến ngày hôm nay cháu thì rất là tốt, cháu đi học trở lại, cháu không có ra bị ảnh trường, hưởng bởi không có bị ảnh hưởng. Vâng, cái lúc mà cháu phải chích thuốc thẳng vô trong cái não bộ, rồi lại phải chạy điện một ít nữa, thì rất là lo lắng. Tại vì cháu học ở trường Đại học UC Berkeley, là một cái trường mà cái sự tranh nhau nó rất là cao độ, competition kinh lắm. Thế mà cháu ra trường rất là khá và có việc làm ngay. Tốt, chúc lành chị. Như quý vị thấy là ngay đến bác sĩ Bích Liên là một bác sĩ chuyên lo về ung thư.
và vẫn không tránh khỏi được con mình bị chứng bệnh ung thư. Cái đó là một cái là mình thường hay gọi là, mình hay nói là trời gọi thì mình phải dạ, phải không chị? Đúng rồi. Có nghĩa là không hẳn là mình phải chết, dạ là mình phải qua đời, hoặc là dạ đây có thể là bất cứ một cái chứng bệnh gì hoặc là một cái lý do gì đó. Chúng tôi sẽ xin phép được vào phần quảng cáo của các cơ sở để bảo trợ cho chương trình. Quý vị có bất cứ thắc mắc hoặc là muốn tham khảo về những cái chứng bệnh ung thư qua Hội Ung thư Việt Mỹ, xin liên lạc với Hội Ung thư Việt Mỹ qua số điện thoại là 714 751 5805, 714 751 5805.